bạn đã nhận biết được về nhiều thứ. Nhưng có những thứ gần gũi với bạn, bạn biết chưa? Tiếp tục khám phá các đồ dùng trong phòng tắm của gia đình bạn nhé. Cái vòi sen trong nhà tắm, nước phun ra như bông hoa, em thích quá. Cũng gọi là vòi mà không phải vòi, ở trong nhà tắm, vòi nước tròn xinh, có khóa ở trên, giúp bạn vặn mở, dùng xong khóa lại, tiết kiệm nước nha. Đây là cái xô dùng để chứa nước, giúp mẹ giặt đồ. Bạn ơi nhìn xem, bàn chải đánh răng, giúp bạn chải răng, trắng tinh sạch sẽ. Bạn muốn đánh răng, không thể thiếu kem. Kem gì thế nhỉ? Có ăn được không? Ô sao hỏi lạ, không ăn được đâu. Vì đây là kem đánh răng mà, chỉ để vệ sinh răng miệng giúp bạn thôi. Vì có chất flo nên bạn ăn vào bụng không tốt. Đây là dầu gội đầu, giúp sạch gel bóng tóc, đừng để dây vào mắt, cay và sót lắm nghe. Đây là chiếc dao cạo râu, trong nhà chỉ có bố sử dụng nó thôi. Bạn chớ nghịch vào, kẻo lưỡi dao làm đứt tay đấy. Kem cạo râu của bố chỉ để bố dùng thôi. Bạn đừng nghịch, đừng chơi, không hay đâu bạn ạ. Trước khi vào bàn ăn, phải rửa tay sạch sẽ bằng cục xà bông này. Hãy ghi nhớ hàng ngày, tạo thói quen thật tốt. Đây là cuộn giấy vệ sinh, dùng xong bỏ đúng chỗ, giữ phòng tắm nhà mình sạch bông và ngăn nắp. Gọi là khăn tắm vì dùng lâu mình, mỗi khi tắm xong làm sao quên được. Lọ nước bé xinh, mùi thơm lan tỏa, viết từ tinh hoa, tên là gì nhỉ? Phải rồi bạn ơi, nước hoa nhớ nhé. Lấp la lấp lánh, treo ở trên tường, trước khi đến trường, bé soi chải tóc, đó là cái gương đặt trong nhà tắm. Đây là cái lược, bạn với gương soi, giúp cho mọi người hằng ngày chải tóc. Cái nhíp bé tí mà hữu ích lắm nha, nhổ tóc bạc cho bà, tỉa lông mày giúp mẹ. Khi móng tay dài, bạn nhớ đến nó, cái cắt móng tay làm bằng inox. Cái thảm lau chân nằm ngay giữa cửa, muốn vô trong nhà xin mời kiểm tra đôi chân sạch sẽ, nếu mà chân dơ xin mời quay lại. Đây là chiếc máy giặt, nhiệm vụ của nó là giúp mẹ giặt hết những bộ đồ của các thành viên trong gia đình. Nhờ có chiếc máy giặt mà mẹ sẽ bớt vất vả hơn, sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi đấy các bạn ơi. Nơi bạn đứng rửa tay, chải răng và rửa mặt, chỉ một tên gọi chung, bồn rửa tay là thật. Đây là bồn tắm, giống như một cái hồ bơi nhỏ trong phòng tắm, giúp bạn thư giãn cơ thể. Đây là bồn cầu này bạn. Các dụng cụ trong nhà tắm chúng ta vừa tìm hiểu xong rồi. Các bạn nhớ giữ gìn vệ sinh để phòng tắm nhà bạn luôn sáng sủa sạch sẽ nha. Xin mời quý phụ huynh và các bé tập bộ sản phẩm DVD của công ty cổ phần phát triển phần mềm sinh viên học sinh. DVD bé yêu học tiếng Anh. Học tiếng Anh với bé sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chương trình
sẽ giúp bé yêu tự trao dồi cho mình một vốn từ vựng khá. Luyện các phát âm chuẩn ngay từ khi mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Việc học tiếng Anh với các bé sẽ trở thành niềm đam mê trong cuộc sống. DVD bé yêu học chữ cái. Bé yêu sẽ nhanh chóng làm quen với hệ thống các chữ cái, các thanh điệu. Thêm vào đó, các bé sẽ được thực hành ngay với các bài thơ, bài đồng giao dễ thuộc, dễ nhớ. Đặc biệt, một sản phẩm độc đáo góp phần phát triển tư duy cho bé yêu. DVD bé yêu học số dành cho các bé trong độ tuổi chuẩn bị đến trường. Bé sẽ bị cuốn hút ngay vào ngôi nhà toán học phân kỳ của các con số. DVD bé yêu động vật, bộ sản phẩm nhiều tập. Ở đây có sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục và giải trí thư giãn theo khuynh hướng sáng tạo. Bé sẽ học được các thành tựu đáng yêu của các loài vật, từ đó hình thành ở bé ý thức tốt trong mối quan hệ với mọi người và thế giới xung quanh. Trân trọng giới thiệu DVD từ điển bằng hình đầu đời cho bé. Một thế giới thu nhỏ. Tại đây, bé sẽ được học về màu sắc, hình khối, về thế giới đồ vật, con vật, thế giới trái cây. Cha mẹ sẽ ngạc nhiên về khả năng nhớ bài của bé. Hãy giúp bé mở rộng tầm mắt của mình cùng bay vọng và tự học với DVD. Bé nhận biết thế giới xung quanh, chọn bộ 2 tập, một kho tài liệu phong phú, tổng hợp các đề tài tự nhiên xã hội, mối quan hệ trong xã hội. Các bé sẽ tự trang bị cho mình những kiến thức trong quá trình khám phá thế giới. Hãy giúp bé yêu của bạn tự tin hơn với DVD những bài hát tiếng Anh mà bé thích, chọn bộ 2 tập, 48 bài hát với các chủ đề phong phú về thời gian, về thời tiết, về động vật và thực vật. Đây sẽ là món quà bổ ích hỗ trợ việc học tiếng Anh của bé. DVD tuyển tập đồng giao cho bé với 48 bài đồng giao kèm theo với các chủ đề phong phú về tự nhiên, thiên nhiên, mối quan hệ gia đình, bè bạn. Gắn với hầu hết mỗi đồng giao là những trò chơi dân gian vận động đơn giản, không cầu kỳ tốn kém, vừa giúp bé rèn luyện phản ứng nhanh nhạy, vừa giúp bồi đắp cho tâm hồn bé tình yêu quê hương, gia đình. Với thiết kế chức năng karaoke, bé sẽ nhanh chóng thuộc lời. Đến với DVD truyện cổ tích Việt Nam, bé sẽ gặp ở đó một thế giới kỳ diệu với âm thanh sống động, hình ảnh rõ nét. Các câu chuyện mang những ý nghĩa giáo dục tích cực sẽ là hành trang giúp bé lớn lên cùng những điều tốt đẹp nhất. DVD những bài học giáo dục nhân cách tập 1. Đây là tuyển tập 7 câu chuyện giáo dục hữu ích và đầy tính nhân văn bằng phim hoạt hình. Ở đó là bài học về tình bạn, về tinh thần đoàn kết, về sự trung thực và tính dũng cảm. Hãy giúp trẻ vượt qua những khó khăn và lớn lên với những điều tốt đẹp nhất cùng những câu chuyện đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy mang đến cho bé món quà ý nghĩa với DVD Giáo dục mầm non tập 1 với một thế giới quan phong phú thông qua bài học bằng những vần thơ mầm non giản dị đáng yêu. Bé sẽ được thẩm thấu mọi điều hay lẽ phải qua nội dung xúc tích của các câu thơ giàu hình ảnh ý nghĩa. DVD chuyện kể mầm non tập 1 với 10 câu chuyện chọn lọc về nhiều chủ đề, tất cả được thể hiện bằng những đoạn phim hoạt hình với hình ảnh đẹp mắt, sinh động, vô cùng ấn tượng, kết hợp với giọng đọc truyền cảm, trầm ấm, giúp cho các bé bộc lộ năng khiếu của bản thân như phát triển ngôn ngữ, tình cảm xã hội và kỹ năng giao tiếp ngay từ nhỏ. Công ty phần mềm sinh viên đã thiết kế một sản phẩm DVD với tên gọi Chuyện kể mầm non chọn bộ nhiều tập. Đến với tập 2 này, các bé sẽ có thêm những hiểu biết về thế giới loài vật, cây cối, loài voi thông minh như thế nào, tại sao họ lại cụt đuôi, chú chuột nhỏ đã đi du lịch tới những miền đất nào, quả vú sữa từ đâu mà có,
Không chỉ vậy, những bài học về lòng dũng cảm, tình anh em, sự hiếu thảo sẽ giúp bé lưu giữ những khoảnh khắc đẹp để làm nên những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Các bậc phụ huynh và các bé hãy nhanh tay sưu tầm DVD Chuyện kể mầm non tập 3 để góp thêm vào thư viện sách dành cho bé. Sản phẩm này là sự kết hợp tuyệt vời giữa giải trí và giáo dục. Những câu chuyện vốn dĩ rất quen thuộc đối với bậc mầm non sẽ trở nên mới lạ bởi những bộ phim hoạt hình sống động, những bài học cuối mỗi phim và đặc biệt hơn là phần câu đố vui giúp bé rèn luyện phản ứng nhanh. Cuộc phiêu lưu của những chú gà điếc như thế nào? Những ai là bị một phen sợ hãi? Cá giết con, cá chép con và chim vàng anh có những nét gì đáng yêu? Và nhiều nhiều những câu chuyện bất ngờ khác. Tất cả đang chờ đón các bé trong tập 3 của Chuyện kể mầm non đấy. Đến với DVD Chuyện kể mầm non tập 1, các bé sẽ thấy có rất nhiều chủ đề quen thuộc, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta như chủ đề gia đình, bạn thân, thế giới động vật, trường lớp mầm non, chủ đề nghề nghiệp, chủ đề dinh dưỡng sức khỏe. Mỗi câu chuyện là một thông điệp ý nghĩa với chúng ta. Hãy chăm học, chăm làm, hãy dũng cảm và thân thiện với mọi người. Chắc chắn các bé sẽ bị cuốn hút bởi những phim hoạt hình ấn tượng và giàu tính giáo dục. Xin mời các bé hãy đến với xứ sở kỳ diệu của thơ ca cùng với DVD Bé yêu thơ. Những vần thơ trong sáng, đáng yêu được minh họa bằng hình ảnh tuyệt đẹp. Các chủ đề phong phú ở mỗi bài thơ sẽ là những bài học đầu đời của bé. Bé học ăn, học nói, học cách cư xử lễ phép và sống chung thực. Chức năng karaoke mới lạ sẽ mang lại sự hứng khởi cho các bé. Mỗi bài thơ là một món quà nhỏ dành cho các bé có niềm đam mê học hỏi. Mời bé sưu tầm những giai điệu vui tươi, rộn ràng qua DVD Những bài hát tiếng Anh bé yêu thích tập 3. Một sự tổng hợp hoàn hảo những bài hát bằng tiếng Anh với các chủ đề phong phú về thế giới xung quanh, gia đình và bạn bè. Không chỉ giúp bé làm quen với vốn từ vựng mà còn gây cho bé ấn tượng sâu sắc thông qua các hình ảnh sinh động, âm thanh tuyệt vời và hiệu ứng karaoke mới lạ giúp bé dễ dàng bắt nhịp với việc học tiếng Anh qua bài hát. Nào, hãy cùng học, cùng thư giãn với những bài hát tiếng Anh bé yêu thích tập 3 nha bé. Đôi mắt của em, đôi mắt xinh xinh, đôi mắt tròn tròn, giúp em nhìn thấy mọi vật xung quanh. Em yêu em quý, đôi mắt xinh xinh, giữ cho đôi